Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có chuyên mục câu chuyện về đêm số 126 mang tựa đề Dối trá và sự thật. Nếu muốn biết nguyên do tại sao người đời lại thường thích tin theo những lời giả dối hơn là thật thà, xin mời lắng nghe câu chuyện sau đây. Một ngày nọ, dối trá và sự thật gặp nhau. Dối trá nói trước: "Chào bạn nha." Sự thật đáp lại: "Vâng, chào bạn." Dối trá bảo: "Hôm nay quả là một ngày đẹp trời phải không?" Sự thật nhìn quanh để kiểm chứng lời của dối trá xem có đúng vậy chăng, rồi xác nhận: "Vâng, đúng rồi, hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời." Dối trá nói thêm: "Bạn coi đó, hôm nay hồ nước của chúng ta cũng rất đẹp." Sự thật lại cẩn thận dõi mắt nhìn về phía hồ nước để kiểm chứng, rồi xác nhận: "Đúng vậy, hồ nước của chúng ta hôm nay đẹp thật." Dối trá lại nhận định: "Nước hồ ấm lắm, không bị lạnh như mọi khi. Mình có thể cùng nhau xuống tắm hồ hôm nay." Sự thật vẫn chưa vội tin. Ra tận nơi, cúi xuống nhúng mấy đầu ngón tay của mình vào nước hồ, rồi gật gù xác nhận: "Ừ, đúng là nước hồ hôm nay ấm thật." Và thế là sự thật đã tin lời của dối trá, không e ngại chi nữa. Cùng với dối trá, cả hai đã cởi hết quần áo để lại trên bờ, cùng nhau vui vẻ xuống hồ tắm. Thế rồi chẳng bao lâu sau, dối trá trở lên bờ, lấy bộ đồ của sự thật mặc vào thật nhanh, rồi bỏ đi mất. Sự thật sau đó cũng lên bờ, không thấy quần áo của mình đâu. Thử mặc tạm bộ đồ của dối trá thì không vừa, không được. Đành cứ thế lồng ngồng mà chạy vội đi. Người đi đường ai cũng thấy sự thật trong tình trạng trần trụi như thế thì người ta lấy làm ghê sợ, không dám nhìn, dạt đi, tránh xa sự thật. Thế là sự thật cô đơn buồn bã, bỏ đi thật xa, tìm được một cái giếng cạn và trèo xuống, ẩn tấm thân trần trụi của mình dưới đáy giếng. Từ đó, người đời có khuynh hướng chọn sự dối trá, được khoác bên ngoài bộ quần áo của sự thật. Và đương nhiên là thiên hạ đã từ chối sự thật, vì đó là một sự thật trần trụi. Cảm ơn anh chị em.